người đàn ông suýt phải cắt cụt chi do nghiện thuốc lá hơn 30 năm. Khi nhập viện thì ngón chân của bệnh nhân này trong tình trạng sưng tím, nhức và mưng mủ. Nhiều người hút thuốc lý luận rằng, nếu không phải thuốc lá, chúng ta cũng mắc các bệnh về phổi vì khói bụi ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, trên thực tế, phổi không phải cơ quan duy nhất chịu ảnh hưởng của thói quen khó bỏ này. Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, cơ sở y tế này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 55 tuổi trú tại Hà Nội, tiền sử hút thuốc lá hơn 30 năm. Gần đây có biểu hiện đau nhức chân, cảm giác đau buốt lên thái dương. Qua lời kể, cơn đau của bệnh nhân thường xuất hiện vào buổi sáng hoặc khi đi lại. Các cơn đau cách nhau vài giờ. Người đàn ông này trước đó đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế, được kê thuốc uống đắp cao, nhưng tình trạng lại không tiến triển. Khi ngón chân sưng tím, nhức và mưng mủ, ông buộc phải đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kiểm tra, thì lúc này bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu mãn tính, cần can thiệp nội mạch để tránh nguy cơ cắt cụt chi. Bác sĩ Lê Nhật Tiên, Phó trưởng khoa nội can thiệp tim mạch và hô hấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân bị tắc hai mạch máu nhỏ ở chân, ngón chân có dấu hiệu sớm của hoại tử. Nguyên nhân đến từ tình trạng sơ vữa mạch máu hậu quả của việc hút thuốc lá hơn 30 năm. Sau đó thì bệnh nhân này được chỉ định can thiệp mạch tắc kết hợp điều trị nội khoa tối thiểu 6 tháng để ổn định tình trạng sơ vữa, kiểm soát mỡ máu, đồng thời phải bỏ thuốc để sớm hồi phục. Theo bác sĩ Tiên, bệnh viện cũng mới tiếp nhận một ca tương tự là của ông 74 tuổi có tiền sử thiếu máu, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ. Bệnh nhân này tới khám khi xuất hiện những cơn đau cách hồi trong quá trình đi lại. Bác sĩ Tiên thông tin, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 10 đến 15 người đến khám, hầu hết bệnh nhân đến khi đã ở giai đoạn muộn, có biểu hiện đau liên tục, sưng tím, mưng mủ, thậm chí là hoại tử chi. Vị chuyên gia giải thích thiếu máu mãn tính chi dưới hay bệnh động mạch chi dưới mãn tính là tình trạng động mạch chủ và các động mạch ở chi dưới bị hẹp hoặc tắc, gây cản trở lưu thông máu đến các cơ quan, nhiều cơ và bộ phận liên quan khác, gồm dây thần kinh, da ở phía hạ lưu. Điều này dẫn đến sự chuyển hóa yếm khí và sinh ra nhiều axit lactic, gây đau nhức chân khi vận động. Ông nhận định đây cũng là nhóm bệnh phổ biến tại nước ta nhưng ít người để ý hoặc lầm tưởng với các bệnh về cơ xương khớp, tĩnh mạch, thần kinh cột sống. Người bệnh chỉ đến bệnh viện khi ngón chân đã sưng tím, hoại tử và phải cắt cụt chi. Bác sĩ Tiên cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng chủ yếu là sơ vữa mạch máu làm giảm lưu lượng máu xuống chân, đái tháo đường, người mắc các bệnh chuyển hóa như béo phì, rối loạn lipid máu, người ít vận động, ngồi nhiều, nghiện thuốc lá. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, giám đốc trung tâm tim mạch và lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh thường hay gặp ở người cao tuổi, tiểu đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá hoặc thuốc lào nhiều năm. Vị chuyên gia nhấn mạnh nguy cơ tắc động mạch chi dưới với người hút thuốc lá cao gấp 2 đến 6 lần người bình thường, với người tiểu đường nguy cơ 2 đến 4 lần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.